Mình là bạn của Nivi này. Rồi. Việt Nam. Ok. Bây giờ muốn 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 đặt hàng của Hằng thì sao? Rồi, bây giờ chị muốn đặt bao nhiêu hộp? Thì Dumbo của Hằng là bao nhiêu? 10 10 10 14 hộp phải không? Tại vì cái 14 hộp em mới đủ một cái kiện hàng để gửi về 10 pound Dạ đúng rồi, ở Việt Nam. ok. Rồi, cho nên là chị mua 14 hộp thì em mới gửi về được. Rồi rồi, chị có uống qua Ok. chưa? Mẹ mẹ có mẹ nhưng uống rồi. Mẹ nói là Mimi gửi về cho hộp uống rồi. Uống rồi rồi thấy sao? Thấy đỡ rồi, mới lần đầu thì cái tay tê hết tê rồi xuống với cái chân đi lên lầu được. Ôi trời ơi. Rồi xong hôm nay là ngày cuối, uống mới có 11 ngày thôi. Mà đã như vậy rồi thành thử ra mẹ Ôi Nhung trời muốn muốn ơi. mua thêm. Trời ơi, mới uống có 11 ngày chưa hết hộp bột mà đã như vậy hả? Thì dạ đúng rồi, mà không biết do múc múc đầy hay sao nữa mà mẹ của mình uống hôm nay là ngày cuối rồi đó, 11 ngày là hết hộp. Không, múc đầy múc gì không có quan trọng, tại vì lúc đầu mình bị nặng á, mình cứ uống vô vậy thì không có sao. Với lại nè, nhưng mà trước đó mẹ mẹ đau như thế nào? Đau là kiểu như đi không được, do bị đi vô trong cột tắm bị té té xong cái đau cái xương sống cho nên đi không được, mỗi lần đi là phải có hai người diều Ôi trời cái ơi. xong chứ ồ đó. Cho nên thành thử một điều phi diệu, mình nói đây không phải là nói để ca ngợi Hằng nhưng mà đây là một điều phi diệu, chứ Ôi mình trời thấy vậy ơi. chứ thôi, chứ mới nói là thấy quảng cáo trên tivi nè coi, chứ bắt đầu mới nói là bạn á bên bển nó thôi gửi về đây cho mẹ uống thử đi, được cái gì gửi Mimi nó mua giùm, chứ xong nó trộm mua qua trung gian mất công lắm, thôi bây giờ cho số điện thoại trực tiếp để mua hàng vậy đó. Trời, nếu mà chị kêu em mà gửi hộp uống em cũng cản, em nói là uống không có kết quả diện hộp đâu đó, nhưng mà cái này uống hộp mà lại kết quả hả? Trời Thì ơi. kết quả mới là lạ, cho nên bây giờ mua luôn thì có ví dụ như nhà mà có mấy chị mấy em nào mà có bị thì mình đưa Chia uống chia ra vậy đó. uống, nhưng mà cái này không Dạ phải là cái đúng rồi, thuốc trị bệnh mà chị nói là uống hết bệnh là nghỉ uống, không phải, tại vì nó là không cái phải đã bột. bảo thêm chất nhờn, Dạ bảo đảo đúng chất rồi, nhờn để không phải bị đau. đúng Dạ rồi, giống như mẹ là lớn tuổi khớp xương nó đã khô hết đúng rồi, mà khi rồi, bị té là khớp xương bị tổn thương mà không có chất nhờn nó cọ nó làm đau lắm, mà cái này là tại vì dạ collagen nguyên chất 100%, Hằng bán, Hằng nói thật là dạ thật không có giả dạ dối, đúng rồi cho nên khi uống nó có đúng tác rồi dụng liền như vậy đó, cái này là thật đó. đúng rồi Oh my god. đúng rồi mẹ nữa, mẹ của mình mới có 90 à. Trời ơi, bác 90 tuổi mà được uống vô mà được khỏe như vậy thì cái đó quá trời kỳ Dạ diệu rồi. cho nên thành thử thấy như vậy bắt đầu mới là Wow. có đăng ký của gì chị sợ, Chị sợ. chị Chị còn ba sợ. hộp rồi, chuyển khoản rồi ba hộp đó thì người ta để uống thêm, nhưng mà bây giờ thấy tốt quá mua thêm luôn, chứ Mua. đặt hôm bữa 30 tay thì hình như là sòn chạy hẹn 5 năm năm tay sẽ có là 6.060.000. Đặt ba hộp rồi. Dạ. Giờ đặt ba hộp rồi. Trời ơi, như nhưng vậy mà bây là giờ muốn mua đông bộ vậy đi để ngon, cho cứ mua nhà vậy mấy chị đi. em cũng hơn. Bây giờ mình Dạ nói nè, không phải cho người già lớn tuổi uống không, phụ nữ uống. Trời ơi, mình uống là mình giữ cái trẻ trung của mình. Nó tốt nhất mấy chị uống thử, sau 3 tháng mấy chị thấy cái da nó căng lắm, nó căng bóng đúng đẹp rồi, lắm. Mình nói thiệt, đúng rồi. còn phụ nữ mình đó nha, trong thời kỳ mãn kinh hay là sắp mãn kinh, nhớ uống cái này để giữ lại cái tuổi xuân của mình. Nói thiệt, Như tôi thương hả? Rồi. khi mãn kinh da dẻ mình nó sần sùi rồi, nó nhăn Đúng nhúm rồi, nó rồi. khô khan đủ thứ khô, cái này mình nói thiệt. Dạ đúng rồi, cảm ơn Hằng. Thiệt mấy chị, một phụ nữ Cái mình cái cũng chuyện uống. tiền thì chuyện sao Hằng ơi? Rồi bây giờ anh gì nè, nhắn cho Hằng xin cái thông tin là tên, tên đầy đủ, rồi địa chỉ đầy đủ, rồi số điện thoại đầy đủ, để cái đó là quan trọng nhất, là để khi gửi hàng người ta liên hệ với mình để người ta điện người ta giao Dạ. hàng ha. Rồi Rồi. khi mà Hằng làm to xong thì Hằng sẽ cho chuyển khoản bên Việt Nam cũng được, tại Hằng tưởng đâu là có người thân bên Mỹ thì chuyển bên Mỹ đi, rồi Hằng chuyển thẳng bột về cho. Cái nói chung Bibi là bạn học thôi chứ không phải là người thân nữa. Đúng không? Ok. Thôi bạn học hồi xưa còn nhỏ Thôi bạn cho nên bây thôi. giờ nó nói Đúng chuyện rồi. qua chuyện lại, không phải là bà Đúng rồi. con, cho nên nếu mà bà con thì nó dễ rồi, chứ là Đúng bạn rồi. học thật ơi Đúng rồi. từ thời cấp 1, cấp cấp 2, cấp 3, cho nên làm thử là cũng nhờ vậy mình thấy cũng là cảm ơn một cái hộp đó là quý lắm rồi. Ok. Thôi vậy để mình Rồi. cho tài khoản chuyển bên Việt Nam. Rồi nhưng mà phải cho những thông tin đó Hằng nha. Nhắn thông tin đó cho Ok. Hằng đi. Rồi như vậy là Rồi thôi, em bắt Hằng tin cho chúc Hằng. mừng bác, rồi ráng cho bác uống đều đặn vô Dạ. ha. Rồi bắt đầu uống đều đặn. Rồi. Rồi dạ vậy thôi, vậy vậy Hằng vậy thông
nhắn qua đi Hằng làm to cho, nhắn qua đi Hằng làm to cho, nhắn qua địa chỉ rồi cho Hằng ha. Ừ. Rồi, ok. Còn nếu rồi bye Hằng, chúc Hằng sức khỏe nha. Rồi ok, thank you chị. Trẻ để làm những sự thiện của ngoài bên đó đó. Bên dạ. Đó. Cảm ơn chị. Rồi thank you chị. Rồi dạ. Rồi, dạ bye chị. Chị năm nay 58 tuổi rồi. Ồ vậy hả? Uống chị ơi, uống cho giữ trẻ trung. Nhớ chị phải uống luôn. Ừ. Ok 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 rồi, thank you chị. Rồi chúc dạ. Hằng ha. Rồi dạ. Bye bye Hằng. Dạ dạ bye rồi, chị rồi. Dạ, dạ. Đó, đây là khách mà người mẹ già lớn tuổi rồi bị té đi không có được, tay dở không lên luôn, mà có một người bạn ở bên Mỹ mua của Hằng và gửi về cho thử một hộp. Mà mẹ uống có 11 ngày hết một hộp, tay mẹ dở được và chân cẳng bước đi lên lầu luôn. Già 90 tuổi rồi bị té không đi nổi mà uống có một hộp bột collagen. Nếu nói mà theo Hằng, Hằng cũng tin luôn. Mà cái chị này chỉ nói chị không tin, nhưng mà khi uống rồi mới đúng là đó là nó kỳ diệu quá đi. Đã xoay sao mẹ Vũ mỗi lần nằm một chỗ cứ nói đi cúng thầy cúng bà, rồi giờ, bây giờ đứng dậy đi nổi ù ù. Tại vì mình gửi bột về uống, nhưng mà lúc đó không có nghĩ là uống bột collagen đứng dậy đi ù ù. Tại vì già mà bệnh rồi xương khớp nó khô queo rồi, rồi nó đau nhức sao đứng dậy đi. Giống như khi mình có một cái bệnh gì đó. Mà khi cái này là tại vì collagen nguyên chất 100%, mình nói thật, nên nó nạp vô nó rất là nhanh. Mà tốt nhất là tại cái collagen này nó làm từ cái da cá tuyết, cá pollock, là cái loại cá đó nó tốt cho khớp xương nha. Nhưng mà cái đặc biệt của cái cá đó không phải là lấy từ cái cá đông lạnh nha, mà cứ biển nó đi đánh bắt là để kiếm cái loại cá nó ghiêng vô để làm cái bột này á, là cứ cách một tiếng nè là cái tàu biển phải vô bờ liền để cho người ta lóc ra, người ta lấy cái da liền, lấy cái da rồi đem vô đó người ta sẽ làm, người ta sẽ làm những cái thành phần béo, những thành phần mỡ mập gì đó người ta sẽ làm bỏ ra hết, và người ta chỉ còn chiết xuất lại một cái thành phần của collagen của cái da con cá tuyết đó. Cho nên cái loại cá này nó rất là quý hiếm mà được đánh bắt ở vùng biển Alaska, được sản xuất tại Mỹ cái hộp bột collagen này. Cho nên mà nhiều chị ở Việt Nam, mấy chị cũng như nhà giàu không mà, thì khi mấy chị uống tốt quá thì mấy chị cũng hay đi du lịch chung với mấy ông bác sĩ, thì mấy chị đi tới đâu mang theo uống tới đó, mấy chị đưa cho mấy ông bác sĩ coi, thì mấy ông bác sĩ ở bên đó nói thì cái này còn cái gì bằng nữa đó. Thì thật sự 68 đô với mình bên Mỹ á, thì mình nghĩ là không có mắc. Nhưng đối với bên Việt Nam á, thì người có tiền mới uống được. Nhưng mà đôi khi nhiều người không có tiền nhưng bệnh cũng gán uống. Thì thật sự khi cái gán uống đó nó giảm bệnh nhanh hơn còn đi bác sĩ để chích thuốc. Cái này là mình nói thiệt. Cho nên ở bên Mỹ khi người ta đau nhức khớp xương, người ta cũng sợ nhất là chích thẳng vô khớp xương, nó sẽ mục xương, chích hoài mục xương. Cho nên người ta chọn uống cái này collagen nguyên chất, không phải sữa. Collagen nguyên chất 100%, được làm từ da cá tuyết hay là cá pollock, được đánh bắt ở vùng biển Alaska nè ha. 100% collagen nguyên chất, được bán độc quyền tại kênh YouTube của Hằng Kali, được bán độc quyền ở Hằng Kali nha. Cho nên cái này là ai mà ở bên ngoài hay các cái website hay là trên mạng Facebook, nó cứ lên nó chát chát để bán mà nó nói Hằng Kali là giả nha. Cho nên tất cả mọi người muốn mua đúng hũ bột collagen nguyên chất này, có một cái hữu hiệu tốt, nó tốt nhiều thứ chứ không phải khớp xương không, thì phải gọi đúng số Hằng Kali là 408-206-1934. Nhớ gọi đúng số điện thoại của Hằng Kali 408-206-1934 để mình được mua đúng cái hũ bột, khỏi có bị gọi là nhái hay là dùng cái tên Hằng Kali bán loại sản phẩm khác nha. Nhớ mua đúng của Hằng Kali mới đúng cái hũ bột này nha. Thì ở đây nó tốt. Nó tốt như gì? Tốt về da, làm cho da mình căng bóng nè. Mình uống từ 3 tháng trở lên mình sẽ thấy cái da mình như thế nào. Cái đó là một điều không có bao giờ chối cãi nè. Cái thứ hai, về cho tóc. Nếu tóc mình rụng nha, nếu như tóc rụng, mấy chị để ý mấy chị uống, uống sau 3 tháng mấy chị sẽ thấy tóc con mọc lên rất là nhiều. Tại vì ở đây là nó làm cho tóc mình khỏe nè, và mọc tóc nè, rồi ngăn ngừa rụng tóc nè. Cái tác dụng của cái bột collagen này nó rất tốt, rất là nhiều thứ trên cơ thể của mình. Giống như là nó giúp cho mắt nè, nó giúp cho đường ruột nè, nó giúp trên cơ thể mình rất là nhiều về da nè. Đó, rồi tốt nhất là về khớp xương. Cho nên những
cô chú anh chị em mình bị đau nhức khớp xương, hay là mấy người làm nail nè bị tê tai nè, bị mấy cái khớp xương bị đau nè, hay là mỏi cổ nè, tại mình làm nail mình ngồi đó mình khum xuống ghế mình cũng mỏi cổ nè, là nó tuyệt. Hầu như mấy chị làm nail uống mấy chị nói là hết tuyệt đối luôn. Còn mấy cô mà mình khi lớn tuổi cái mình ngồi xuống mình đứng dậy không có nổi, giống như là nó nặng nề lắm đứng không nổi, mấy chị mấy cô thậm chí nói phải kéo cái bàn, vịn cái bàn, vịn vách tường nhà mới đứng dậy được. Nhưng mà từ khi uống cái bột của hàng Kali rồi, ngồi xuống đứng dậy im điềm luôn, không có cần vịn cái gì hết. Cái này là thật 100% nha. Một hũ bột như vậy chỉ có 68 đô. Mỗi lần uống như vậy thì một ngày mình có thể uống 2 lần, mà mỗi lần là mình uống 2 muỗng. Còn mấy cô mấy chị mà bị nặng á, vậy là quất 2 muỗng dung vô một lần đi, có thể 2 muỗng rưỡi cũng chẳng sao. Nếu mình bị nhiều thì mình cứ thử như vậy đó, 2 muỗng dung một lần và một ngày uống 2 lần, coi như là một ngày uống 4 muỗng như thế này. Thì mình uống với một cái lượng nước ít vừa thôi, chứ đừng có khuấy ở trong nó linh binh quá. Một nước hơi ấm thì quậy nó sẽ dễ tan. Hoặc là khi mình bỏ vô mình xay sinh tố với một cốc sinh tố nhỏ gì, mình uống vừa đủ cho hết vô miệng mình thôi đó. Hay là mình quậy với một cốc cà phê gì, miễn sao mình dễ uống được rồi, nó ít cái lượng nước gì thôi. Thì quý cô chú anh chị em mình cứ thử cái bột collagen của hàng Kali đi, sẽ biết cái tuyệt vời của nó như thế nào. Nhớ phải gọi đúng hàng và mua đúng từ nơi hàng để mà hàng ship ra. Chứ hiện nay trên các website trang mạng khác, nó dùng những hình ảnh của phim của hàng đang đăng trên YouTube, nó cắt ra và nó đi đăng lên trên Facebook, nó tạo một trang Facebook nào là hàng Kali, hàng Thúy Tạ gì tùm lum, để nó bán hàng giả chứ không phải hàng của hàng đâu nha. Cho nên quý vị nhớ cảnh giác, phải gọi đúng hàng Kali 408-206-1934 để mình được mua đúng hũ bột chánh hiệu UNK của hàng Kali bán độc quyền, nhớ nha mọi người. Đó, thì hôm nay sẵn ở đây hàng có bột nấm về, cho nên là hàng nói luôn về cái bột nấm. Để hồi trước đây bột nấm đã có nhiều người uống rồi, nhưng mà ai cũng hỏi bột nấm về chưa, thì hàng hết bột nấm này khoảng 2 tháng nay rồi, là tại vì nó nâng cấp lên. Hồi trước á, thì cái bột nấm này được làm trong cái bịch giấy, bây giờ nâng cấp lên trong một cái hũ như thế này, nó siêu mịn. Hồi trước 10 loại nấm, nhưng hiện nay nó làm siêu mịn và nó nâng cấp lên chỉ cần 7 loại thôi. Nhưng cái nấm nó cho lượng nhiều của nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, còn 7 loại trong những cái tác dụng của nó ở đây. Còn những cái loại không cần thiết thì người ta bỏ ra, nhưng 7 loại này nó tốt double hơn cái bịch của 10 loại kia. Giá vẫn là 75 đô. Mỗi ngày lúc trước mình kêu mọi người uống một muỗng cà phê vung, nhưng cái loại nấm này ở trong đây nó có cái muỗng nhựa nhỏ nhỏ, mình có thể uống hơn nửa muỗng chút thôi, tại cái công dụng nó tốt hơn rất là nhiều. Nó tốt lúc trước mà đến nỗi mà hằng nói mọi người uống thử, ai có mỡ cao máu cao thì trước khi uống nó, có phải bác sĩ nói mỡ cao máu cao không, và uống nó sau 2-3 tháng đi thử máu lại đi, có phải là cái mỡ nó giảm hay không, hay cái máu nó đo có giảm hay không. Thì thật sự những cái hữu hiệu đó nó có thật sự, cho nên khách của hằng nhắn lại và gọi lại cho hằng cứ bột nấm có chưa, bột nấm có chưa, uống tốt quá. Thì bây giờ nó đã có rồi, 75 đô với một hộp nấm như thế này rồi. Nếu như cô chú anh chị em mình hồi trước nay ai đã từng uống bột nấm của hằng rồi thì bây giờ nhắn lại muốn lấy mấy hộp thì nhắn lại cho hằng biết nha. Rồi, hơn nữa là bột nấm này nó có tác dụng về cái gì, nó làm giảm mỡ, giảm máu nè, thanh lọc gan thận nè, nó tốt cho tim nè, ngăn ngừa ung thư nè, hay có nhiều loại nấm nó trị bệnh ung thư luôn. Cho nên ở đây mình uống mỗi ngày một muỗng bột nấm như thế này nó rất là good cho cơ thể mình. Và đặc biệt là ai có cao mỡ cao máu nên nhớ rằng bác sĩ luôn luôn cảnh báo mình, với cái lượng cao mỡ cao máu mình phải tập thể dục, ăn kiêng. Còn nếu không, khi người ta cho mình uống một cái lượng thuốc tây của bác sĩ vừa đủ thôi, mà nếu mình không ăn kiêng, mỡ mình nó cao, máu mình nó cao nhiều quá, bắt buộc bác sĩ phải tăng cái lượng thuốc cao. Mà khi cái lượng thuốc nó làm giảm mỡ, giảm máu thì nó sẽ phá mình hư thận. Cho nên cái điều đó, nếu hằng nói mà ai cứ hỏi bác sĩ coi đúng như hằng nói hay không, thì thử mua cái hộp nấm của hằng uống đi. Và trước khi mình uống cái lượng mỡ, lượng máu mình như thế nào, mình uống sau 3 tháng hay mấy tháng đó, 6 tháng mình đi thử máu lại, thì mình biết có phải cholesterol mình nó giảm rất là nhiều không. Đặc biệt nó giảm mỡ, giảm máu, giảm cholesterol rất là nhiều, và thanh lọc gan thận, tốt cho tim mạch luôn, và ngăn ngừa ung thư. Đây là nấm này được nuôi trồng tại Mỹ, được sản xuất tại Mỹ nha. Cái này là làm tại Mỹ hết. Tất cả cái sản phẩm của hằng đang bán là được làm tại Mỹ hết.
Đây là bột collagen cũng làm tại Mỹ đó. Rồi, hộp nấm 75 đô, bột collagen 68 đô. Hũ bột collagen nó bự hơn mà nó 68 đô. Hộp này nó nhỏ như gì, nó 75 đô. Thì đương nhiên là cái tác dụng của nó có nhiều cái trị bệnh khác nhau, và đương nhiên những cái sản phẩm nó đều có cái giá khác nhau ha. Tại sao nhiều người lại hỏi sao nó nhỏ xíu mà nó 75 đô mà cái này nó bự 68 đô? Tại vì cái này là bột collagen nó khác, còn đây là bột nấm nó trị nhiều thứ bệnh khác nó khác ha. Ok, rồi cả nhà, nếu mà muốn mua đúng những sản phẩm của Hằng Kali đang bán được tốt nhất, được độc quyền hiện nay của Hằng Kali bán, mua đúng chính hãng, chính hiệu luôn, phải gọi đúng số Hằng Kali 408-206-1934 để mình được một cái sản phẩm chính hiệu, chính gốc, đừng có để là mình mua bị lầm nha mọi người, nhớ nha. Okay. Mọi người, đi Hằng đang lái xe ở trên đường, Hằng thấy Lịch nó đi trên đường rồi lộn lặt đi tùm lum tà la, đi bộ trên đường á. Xong rồi Hằng ghề xe lại, Hằng gước xong rồi ghé mà đo nồng. Mấy cái hút đâu rồi, bỏ vô ly nước. Hỏi ăn cái gì, hỏi ăn phở không, đi lại đó ăn phở. Nó không, nó thôi vậy ăn mà đo nồng. Rồi cái mua mà đo nồng rồi đậu xe lại đây, ngồi đây đó, đậu xe vô đây ngồi hẹn hò với nó nè mọi người. Cái này giống mọi người, cái này là giống hẹn hò với là số ha. Bây giờ Hằng thấy nó, Hằng không thể tưởng tượng được, nó đi bộ đang nắng chang chang vậy đó, nó đi ngên giữa đường giữa sáng, nó lượm nó cầm gì tùm lum mà ăn bận áo sơ mi vô đây làm gì. Cái tay thì gớm quá, cầm ống hút này vô uống luôn đi được không? Hút của tôi. Ủa phải có ống hút bự chứ sao nó không có cho cái straw bự trời đó. Bây giờ nè, kêu tôi có thể chỉnh giùm cái phone nữa được không? Cái phone hỏng quá ông nội ơi, mỗi ngày ông gọi ra một lần kiếm cái bịch gì đó. Còn ông không gọi á, làm nó không có quá, rồi phải đem đi lại cho người ta sửa nữa rồi. Trời ơi, Lạch ơi, Lạch tắt tao chết với mày quá. Okay. Thiệt luôn á. Rồi bây giờ ăn đi, cái nào của Du. Ok, cái này cái thanh phai của tôi, cái thanh phai kia. Đó, phần của Lạch là cái phần đó đó, Lạch ăn đi. Rồi cái ly nước là hai ly đó của Lạch luôn á. Nhỏ dữ vậy. Ừ, của ly khúc như này này. Rồi đưa tôi cái ống, có cái tay bằng tay cỡ đó đó. Không có cái chai xe này, không có chai nước rửa tay. Thôi ăn đại đi. Yêu hấp, trời ơi là trời, nãy giờ ở trên xe Hằng nói sao mày phải chịu, mày sống gì? Sao mày phải chịu sống dơ giấy gì chi vậy á là? Quay. Tại sao phải sắp chấp nhận sống cuộc sống gì, từ bỏ hết cái gì thì mình, nếu mình không có hút cái gì mình cũng có mà. Mà tại sao vậy? Tại sao thà là mình hút để mình đi ngoài đường hôm lét rồi mình ngủ ở dưới suối rồi chơi vậy đó hả? Vậy nó sướng hơn hả? Vậy nó vui hơn hả? Cũng không phải vậy. Không phải vậy, tại sao sống vậy? Tại vì cuộc đời phải như vậy. Đừng có đổ thừa cuộc đời nha. Đừng có đổ thừa cuộc đời nha. Em ăn đi. Lạch ăn đi. Mua chủ yếu cho Lạch ăn mà. Hay à. Kiếm gì vậy? Thôi kiếm mấy tháng không chưa có chai nước rửa tay, nó ăn đại đi. Ở trong đó có giấy không thì chùi chùi ăn đại đi. Thằng hỏi nó biết đang ngồi trên xe mới không? Nó nói biết chứ. Biết không? Biết. Biết đang ngồi trên xe mới không? Mà nhìn bộ mình kìa, nhìn tay chân kìa. Ở đó đó. Khỏi rửa đi, mệt quá. Nhiều như lâu nay ở dưới có rửa không mà cũng nuốt, cũng ăn à. Giờ kiếm cái chai, kiếm tới sáng nữa thôi, ăn đi. Cho nên là hả, hồi nãy đang lái xe trên đường khắp đi đầu, thấy đi bộ mặc áo xanh cái đầu chọc chọc, nó là chứ không ai hết trơn á. Về xe lại thằng kêu hê hê, nó còn biết ai nữa. Nó lên xe đó. Rồi leo lên. Leo lên hỏi đi ăn gì. Nó ăn gì. Nó thôi vậy vô mua mà đo nào đi. Vô mua mà đo nào. Mày ăn đi. Coi có giấy lắm, giấy chùi. Ôi là trời. Người là lá khùng vô rồi lấy ba cái đồ gì đeo vô làm chi, trong cái tay tùm lum la vậy. Thôi gửi gì được rồi, ăn đi. Ăn đi, gửi gì được rồi. Ăn đi.
ăn. Sáng giờ ăn gì rồi nói ngay. I eat a little bit. Hả? Chicken fry. Ăn ở 7-Eleven? No. Mua đồ 7-Eleven ăn hả? Không phải. Actually, có người cho. Ai cho? Không biết. Rồi lúc này food time là có như là đi hút hết trơn chứ đâu cần để ăn đúng không? Giờ ốm cái mặt như con chó đói kìa. Thôi gọi đeo kiến đi lấy kiến ra. Ốm mà ốm tới thấy ghê luôn á. Rồi gâu nữa. Ủa? Ngồi nhìn em mà không biết thì cái gì biết. Rồi cái gâu đi ghê kìa. Ôi là trời. Nè, tại sao phải sống vậy chứ? Tại sao phải chọn con đường đó vậy? Biết là không có hút là mình sẽ có một tương lai tốt, rất là sáng lạng. Nhưng mà mình không chọn. Mình chọn con đường hút để làm gì? Sao vậy? Bỏ cái đó có chết không? Không hút cái đó có chết không? Trả lời giùm tiếng thôi. Chết hay là không thôi. Nếu không hút là có chết không? Có không? Nếu là không hút cái đó là có chết không? À, không chết, không chết. Không chết, không chết vậy tại sao không bỏ? Không chết vậy tại sao không bỏ? Có bữa nay ốm cái mặt nhăn nhăn xếp ly từng đường như con khỉ đột vậy. Ôi là trời. Thôi ăn đi. Ăn đi. Ôi trời quá đất rồi thiệt. Mỗi lần nói mình thấy nó mình không có muốn nói tới. Mà không muốn nói không nói được. Ăn. Ok ăn đi. Quay không ăn. Tại sao không ăn? Để bụng ăn. Ăn gì? Ở dưới suối có gì ăn? Mà để bụng. Ăn ơi. Quá trời giờ cùng cùng đi nó nhảm mọi người coi. Cái nấu thịt cá. Cá gì? Salmon. Ở đâu có? Anh Hùng cho. Anh Hùng nào? Anh Hùng. Anh Hùng đi xin. Anh Hùng mà cũng đi xin đầu này đầu kia hả? Cũng đứng ông Hùng là tới ra đường đứng trên tiền. Đó, rồi tới đó rồi ăn để đó rồi nấu canh ra vui với ông ăn. Nấu canh cá gì nấu làm sao? Nấu làm sao? Nấu giống như nấu có nó giờ hút tới không ngủ không gì hết trơn rồi mắt mày nó không còn gì hết trơn á, nhìn tới giờ không còn cái gì là thằng A Lịch nữa hết trơn á, nó ôm mà nó xếp từng ly vậy đó. Bây giờ thấy ghê cỡ này nè, quay mặt nhìn qua đây, thôi ăn đi cho tôi thấy nè. Ủa tôi mua cho ăn mà không ăn là sao? Ăn lẹ đi cho tôi thấy, mau lên ăn đi. Ăn coi, lâu quá rồi không có thấy Lịch ăn. Ăn đi Lịch. Ăn đi. Quá trời, Lịch đừng có sống vậy nữa. Bởi vì đó rồi thà là tôi không gặp A Lịch. Gặp là thấy không có nói rồi không có được, biết không A Lịch. Trời ơi là trời, thà là sống homeless ở ngoài đường chứ không có chịu cai nghiện là sao vậy ta. Thôi ăn đi. Ăn. Ừ. Ăn đi mau lên. Hello? Hello? Ai gọi nói đi. Chị Hằng á. Nói đi. Chị Hằng á, chị Hằng. Nói đi. Chị Hằng, em thấy chị bán cái hộp cưa, hộp thuốc gì nọ trên chị giới thiệu á. Rồi nghe Hằng nói nè. Nghe Hằng nói nha, Hằng bán bột collagen ở trên YouTube. Bán bột collagen. Rồi bây giờ chị có muốn order á, Hằng đang ở ngoài chứ không có ở nhà. Chị muốn order thì chị text message vô cái phone của Hằng, số phone này nha. Tên gì, địa chỉ ở đâu và muốn mua bao nhiêu hộp thì Hằng mới làm order được ha. Dạ, dạ bán nhiêu hộp vậy chị? $68. Rồi, ok, rồi. Chị thét message đi. Hằng có thông tin Hằng mới bán chị được ha. Rồi, ok, rồi, chị, bye. Cảm ơn chị. Bye, bye. Rồi, A Lịch, ăn đi. Bây giờ ăn không? Thở mang đi xuống thì tao đi về á. Tự nhiên bây giờ hả ghé rồi mua ngước lên này rồi mua đồ ăn cho ăn, bây giờ không ăn rồi ngồi đó làm gì? Hút không ăn luôn rồi không ngủ luôn rồi mắt thì ngơ ngùng khùng để hút ba cái người quỷ ba đó hả, nó đâu có ăn được, nó đâu có ngủ được đâu, rồi tâm thần hết trơn là vậy đó, hút liếng tâm thần là vậy đó, tại không ăn không ngủ mà vô nghĩ đi, không ngủ có phải tâm thần không?
Thôi tự ăn đi, tôi có ghiêng rồi, ăn đi ăn đi. Ăn đi nè, tôi có ghiêng rồi, đút cái gì thì ghê cũng chết luôn. Đó, nếu sống đàng hoàng đi. Nếu ai là sống đàng hoàng đi, ai là cai nghiện đi. Thì đang để cho có thể cầm miếng đồ ăn đó đưa cho người ta dám ăn. Nhìn nhìn bàn tay kìa. Người nhìn lại cái bộ đồ kìa. Không chịu cai thà là ở dưới suối. Ở lang thang như vậy rồi hút tới không ngủ không gì hết trơn. Thiệt nói tới nó tức. Nhiều khi mình không có muốn nói đó thôi. Không có muốn nhìn tới thấy mặt nữa. Thấy là phải nói. Mà đi trên đường á. Thấy. Ăn cái bánh mà McDonald vô. Ăn cái hamburger đi. Lấy cái hamburger ăn tôi coi ăn. Nghe không? Gần không? Rồi ở dưới vậy rồi không có ngủ nghe gì hết trơn phải không? Quay mặt cái đấy nè. Cứ láo liên tinh thần thì không có tập trung. Ôi là trời vậy thôi chứ đó. Gặp mày rước mày lên xe cũng chán chết đi. Láo liên vậy. Quay mặt lại dòm nè. Ăn đi. Đây thấy ghê không? Ăn đi. Giờ đâu phải hả Lạch đâu. Ê, vô biết tôi là ai không? Tên gì nè? Em Hằng. Em Hằng nào? Em Hằng Cà Ly. Ồ, Hằng Cà Ly vậy là còn biết. chưa khùng còn biết phải không? Quay lại. Quay mắt nhìn tôi. Vậy là còn biết em Hằng Cà Ly hả? Chưa có khùng hả? Ừ. Nhưng mà khùng quá rồi. Ừ. Giờ ở dưới hút vậy đang để cho khùng rồi cho chết luôn đúng không? Đúng không? Trả lời đi. Hả? Ủa không, vậy đi lên bờ cai nghiện đi. Hả? Có cai nghiện không? Có muốn cai nghiện không? Cai nghiện hả? Ừ. Không cần phải cai đúng không? Ủa không cần phải cai, vậy ai cho mình hút vậy? Tại cứ tự cai. Tại không hút nữa. Thì không hút nữa, tự cai như vậy tại sao lên bờ ở không cai? Không biết làm gì nè. Miễn là anh làm sao làm. Nhưng mà em chừng nào bắt gặp red-handed thì cái đó là bị phạt. Tôi là đứa nít sao mà tôi phải... Ủa, tôi không lẽ thương theo tối ngày tôi ngồi tôi canh tôi giữ hay là để bắt gặp cái đó. Sao canh? Ăn thua mình. Quan trọng là mình muốn có cuộc sống tốt, cuộc đời tốt thì mình phải tự biết làm cái gì. Và tôi đâu có cần canh mà tôi thử nước tiểu anytime. Phải cai như vậy. Giờ không được đi khỏi nhà khi chưa có lệnh của tôi trong vòng bao nhiêu tháng. Đó mới cai được chứ còn mà thôi chứ. Muốn đi đâu đi, đi lang thang ngoài đường, ngoài xá, bước gan bước đường là cái đó đầy đường hết trơn rồi. Là có hút rồi. Nhưng mà rồi hình như được ngủ vô chung. Đầu óc tới ngày cứ mơ là được ngủ chung với tôi ha. Thì bởi vì mới nói. Đúng là rồi điên. Tại có gì đấm bóp cho em. Không nghe nói nữa, giả tét mặn rồi. Tối ngày cứ mơ vậy mà cái thân của mình thì chưa có làm được rồi trong đầu cứ mơ. Vậy là nghe lộn rồi. Yeah. Tưởng tượng vậy làm chi vậy? Ừ. Tưởng tượng vậy làm chi vậy? Thầy nhớ em nhiều á. Thì bây giờ cai nghiện đi, rồi thầy sẽ có một em khác. Nếu mình tốt, mình có một cái hình dạng đẹp, mình có đàng hoàng, mình ngon lành thì có. Giang nha, không có giỡn nha. Ừ. Bây giờ cái tay là có đủ tiêu chuẩn gờ tới cái tay tôi không? Ừ. Có không? Nếu muốn có thì mình phải làm gì đi? Hình dạng mình sạch sẽ. Ta nói tới cỡ đó đó mà còn không có chịu mà phải đứng lên để mà cai nghiện đi để có cuộc sống tốt nữa. Ở dưới môi trường nào là môi trường cỡ này sao mà được? Giờ nó hút không ngủ tới mặt mày ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy đó. Ủa môi trường gì? Thì môi trường gì miễn mình đừng có hút nữa là được rồi. Ai kêu Du ở dưới đây thì đi Du lên bờ, nhưng mà Du phải dưới sự quản lý của tôi. Nếu Du nói Du không đi ghi háp thì phải trong cái sự quản lý của tôi, tuyệt đối không được muốn đi đâu đi. Nó khùng lắm mọi người, nó không tuân theo luật đâu. Nó muốn đi đâu đi à, 10 cái camera trước cửa nhà nó cũng khe. Hỏi đi ra đi đâu đi hút. Nên giờ là hết tin nè, hết lòng tin nè. Không còn lòng tin nữa. Bây giờ làm sao để cho tôi tin đi. Không có nắm tay gì hết trơn á, uống ra đi. Ôi ăn lẹ đi, còn thôi đi xuống đi, tao đi về. Không ăn rồi xuống. Phát tướng đó. Ủa phát tướng là sao? Là đẹp gái á. Ủa đẹp gái là phát mà tướng là... hả? Chứ không phải phát tướng là mập hả? Không, mà gọi là xinh.
Ủa em Hằng lúc nào cũng xinh mà. Yeah. Ừ. Phải không? Ừ. Em Hằng có lúc nào cũng xinh không? Yeah. Ờ vết như vậy rồi, rồi mơ tưởng quá mà mơ tưởng tới mà nó tưởng tượng nó nằm mơ luôn. Tưởng tượng nằm mơ luôn, trời ơi, chi vậy? Nếu mình muốn mơ tưởng như vậy thì mình làm tốt những cái gì đi. Vậy. Thì mình có quyền mơ tưởng. Em mình cắn miếng nha. Thôi tôi không ăn. Nó nó nó. Em cắn miếng đi. No. Rồi anh mới cắn. No. Vô nhìn lại cái tay của Vô, Vô cầm cái đó bà nội tôi cũng ăn. Cái gì sao nè. Vô ăn mình, đi. Phải ăn hai mình mới được chứ. Thôi khùng quá là đây. Hả? Khùng quá, ăn đi. Vậy. Ăn đi nghe, không có giỡn à, ăn lẹ à. Còn thôi không ăn đi xuống đi, rồi xuống đi, xách đồ xuống. Ăn à? Ừ, ăn đi. Ăn đi, Hằng không ăn thiệt mà là Hằng ăn fan pie được rồi, ok. Là ăn đi. Ờ, ăn đi. Ăn đi, ăn đàng hoàng cho tôi coi đi. Chứ sống không ăn, không ngủ cái chết đó là ít nhất cũng có hút, đừng có hút nữa. Mình có thể mình giảm một cách tối thiểu đi. Nó nói không nghe hoài, tôi cũng không biết gì giờ. Thiệt. Ví dụ giờ tôi có cho tiền á Lạch, cái Lạch không bao giờ đi để dành đi mua đồ ăn. Là chạy qua đó mua thuốc hút liền, mua thuốc liền. Bảo đảm luôn. Chứ đối với tôi không có tiếc tiền gì với Lạch hết á. Nhưng cho tiền Lạch là đã đi hút. Wow. Ủa? Alex ở trong nhà chung với tôi một nhà bao nhiêu năm mà tôi không hiểu tính Alex. Đưa có 6 đồng kêu chạy ra đó mua cục nước đá sát nhà có 3 phút kìa mà còn không lấy 6 đồng chạy đi hút nữa. Ở đây mà nói, có 6 đồng bạc thôi đó mình thử, nó chơi thử một cái. Nó nói khác cái nước mà bữa đó cái tủ uống nước đá nó không còn một cục luôn, tủ làm nước đá không kịp để uống luôn. Đưa 6 đồng chạy ra mà chợ center mua một bịch nước đá. Đi đột bộ có 3 phút à. Đi luôn luôn cầm 6 đồng đó đi là biết rồi. Về khỏi có bịch nước đá cũng kéo được dài hơi 6 đồng bạc. Đó thấy không? Hỏi còn nói gì nữa? Còn gì nó nói không? Hình như lộn. Anh đem việc giúp té mất tiền. Không thấy không? 6 đồng giúp té mất tiền mọi người nghe đi. Chứ trời Hằng làm gì tiếc tiền cho Lách. Không có tiếc. Hằng đã nói với Lách rồi, lâu rồi. Nói Lách cai nghiện được đi. Lách sống đàng hoàng đi. Mà giúp không cay đó trời, ngộ ha. Cái này cái nghiệp phải không mọi người. Thà là nó chọn sống cuộc sống vậy đó. Đi giúp không cay đó. Mình làm sao? Tôi làm gì để tôi cứu vô đây? Ừ. Tôi làm gì để cho Alex có thể cai nghiện được đây? Hả? Ăn đi, bưng cái miếng đó lên, mình hứng. Mình bưng cái này lên nè, hứng vậy nè, nó không có đổ. Ừ, mình bưng vậy đó, mình bợ vậy đó, nó hứng, nó không có đổ xuống nhé. Ây da, thiệt hết lời, cạn lời á. Năn nỉ luôn, biết bao nhiêu lần rồi. Cái áo bên trong nó dơ kìa, mặc áo sơ mi, bỏ áo vô quần vô. Thiệt là tội nghiệp, sao phải đi đài đỏ cái bản thân mình vậy, làm chi vậy? Hả? Nó không ăn mà. Kỳ cục. Nói rồi. Vậy chừng nào? Chừng nào sao? Valentine thì cho là hẹn em chứ là hẹn cái gì? Ừ. Đủ tiêu chuẩn để hẹn với tôi chưa? Chết mà. Đủ chưa? Nếu như đủ, chưa thì mình làm ra cho đủ tiêu chuẩn đi. Hẹn với tôi. Tại chưa có hẹn em. Chưa có đủ tiêu chuẩn có nghĩa là ở dưới suối vẫn còn hút sách. Làm gì hẹn hò được chứ thằng Kali. Mà vậy làm sao mới được? Thì cai nghiện, thành lại một người tốt, một người đàng hoàng. Thành lại một người không có nghiện ngập. Alex tốt chứ không, Alex không có phải là người xấu, nhưng mà ý nó nghiện ngập hút sách, không có ai chịu nổi khùng điên như vậy thì mình chưa có đủ tiêu chuẩn để mình hẹn hò với người ta. Ừ. Chứ Alex không phải người xấu, Alex người tốt, nhưng có cái vụ hút là cái đó là chất cấm, cái đó là cái chất không có healthy, không có tốt, không có cuộc sống lành mạnh. Chứ Alex hiền, Alex là người tốt, Alex không có hại ai. Alex ở chung nhà với Hằng 3 năm trời, Hằng hiểu tánh Alex từng chút một hết mà. Nhưng mà có một cái hút vô là khùng điên chữ nhảm, rồi khùng điên ba trợn, nói ghét ai ngồi gần là khùng luôn. Tôi mà ngồi gần Alex mà cái này mà lúc tôi buôn bán nữa chắc tôi khùng luôn, tôi khỏi buôn bán. Nó nói nhảm mà nó chữ nhảm mình vậy. À lỗi, tôi chịu không hỏi.
Chỉ cần bỏ cái đó rồi uống thuốc tinh thần á, nó ổn lại. Nếu chịu thì đi vô program nằm chổng rồi xin uống thuốc, rồi vô trại tâm thần nằm mấy tháng để cho uống thuốc hạ xuống cái tâm thần. Đừng có nói nhảm nữa, sẽ cai được. Nói tới cai là cái mỏ nó là đã bắt đầu chửi miệng nè. Nó kêu tới cai rồi nó chửi miệng, nó lầm thầm. Chửi ai vậy? Mỗi lần tôi kêu tới cai nghiện là chửi tôi hả? Vậy chứ chửi ai? Chửi thế giới bên kia hả? Dòm tôi nè. Ôi là trời, tao phải sống như vậy ta. Ôi là trời, ôi là trời, thôi thiệt á. Thà là không dòm tới, dòm tới là vậy đó. Ngon không? Uống nước rồi. Uống khúc hay là uống này? Uống này đi, cái này cũng ngon. Uống ly khúc chứ, hay là uống ly khúc? À, uống ly khúc hơi cho đã khác đi. Chẳng đỏ nữa. Rồi đó, uống ly khúc đi. Bưng lên uống đi. Uống đi nè, hồi bỏ vô bọc sách xuống dưới rồi giờ uống thêm. Không, uống đi, uống đi, tôi có rồi. Uống đi mà, nói rồi hay cãi vậy. Uống đi, nè. Cái tay thì đất cát không, bóc tùm lum tè le, cào lụm đồ. Giờ tay, móng tay thì như cái mài ốc vậy đó. Uống đi rồi ăn cho hết đi. Nó hút vô nó đâu có ăn được mọi người. Đó, tôi hỏi sao mấy người hút mắt chởm lơ, ốm nhôm nhắt. Đâu có ăn rồi nó thành tâm thần. Thành tâm thần đi ngoài đường vậy đó. Đó, tâm thần đi ngoài đường là ảnh ngang dơ giấy rồi có thằng thì nắng này tôi thấy nằm chò co giữa đường giữa xá vậy đó. Ôi trời ơi, là chừng nào tới cái mức mà nằm chò co giữa đường? Khi nào? Bao lâu nữa tới mức đó? Nói đây đi. Để không? Để đây đi. Bao lâu nữa tới mức nằm giữa đường? Hút kiểu này đi lang thang gì thì đâu có bao lâu nữa đâu. Tới hồi mà không còn biết trên người mình, không còn một mảnh vải che thân mà mình cũng không biết á. Đó, có một cái thằng nào cứ hay nằm trên cái đường bãi cỏ nãy là đang đi đó, tôi lúc nãy ghé rước đó. Đi qua lại thấy người cứ không còn biết người ta nữa. Thế đó ở đây mà cảnh sát không chở đi vô trại tâm thần thì ai cứu được, nó đâu có còn nghe ai nữa đâu, còn biết cái gì nữa đâu mà nghe ai. Bây giờ A Lạch đây nè còn không nghe nữa, tại A Lạch đã tâm thần rồi, đầu óc nó còn bình thường đâu mà để nó nghe. Đúng không? Chứ nói nhiều khi mấy ông cố nội cũng hút nhưng mà cái đầu còn tỉnh. Thì mấy ông cố nội không cai một thời gian, mấy ông cố nội cũng giống A Lạch à, còn vô phương cai. Tại khi cái đầu khùng rồi là khó cai lắm, không cai được. Trừ ra giống chị Thủy thì không có thấy đường rồi vô mất sinh hôm luôn thì thôi mới cai được. Hả? Vô thấy chị Thủy không? Chị Thủy cầm câu đó, Kim Trần á. Vậy vô biết tại sao dở luôn mất sinh hôm không? Có thấy đường đâu đi. Vậy chưa biết tại sao mà tới giờ không thấy đường không? Biết không, trả lời giùm tôi. Biết tại sao không thấy đường không? Hút ghét cái chất chemical. Nó làm mắt mờ, mắt vàng, nó nổ trong mắt kìa. Cặp mắt bây giờ kìa, liếc qua liếc lại bây giờ cái tròng trắng nó vàng hết trơn rồi. Nó sắp nổ trong mắt nữa rồi. Nếu nói ra thì tội. Alex chỉ có khi không thấy đường mới cứu được Alex thôi. Vô mất sinh hôm hở, đâu có đi đâu mà hút được thì mới cai được thôi. Alex có sợ một ngày nào đó giống vậy không? Có sợ không? Không hả? Sợ không? Sợ không? Trả lời đi. Hả? Có sợ không? Không sợ. Rồi nhai nuốt hết đi nói. Có sợ không?
có sợ là một ngày nào đó mình sẽ không còn thấy đường, hay là mình ăn hút ghiếc rồi mình ở dưới đó rồi mình bị xảy ra cái này cái kia không? Có sợ không? Có không? Rồi có cái hút thiếu thì người ta đánh mình chết nữa, biết không? Tại sao mình hút tới đến nỗi mình đam mê trụy lạc, mình hút cho nhiều cho cố vô, rồi không có mình đi hút thiếu rồi mình bị người ta quánh. Ở bên suối Tu Lì là vậy không đó, hút thiếu tới bây giờ trốn mà không dám ở bên đó, phải qua đây ở rồi đó, là biết cỡ nào hư rồi đó. Nếu mình cảm thấy mình cuộc sống ở dưới suối như vậy rồi, không có tiền thì mình nhịn, mình nằm lăn nằm lóc đi, mắc gì phải đi hút thiếu rồi để cho thiếu nợ, rồi người ta quánh. Như vậy có ngày mà hút thiếu, có nghĩ tới có ngày hút thiếu rồi thiếu nó rồi, rồi trốn nó mà nó gình nó bắt được ở đâu rồi thì sẽ cái hậu quả như thế nào không? Có biết không? Biết vậy sao không cay đi? Thiệt á, nói nó giờ tôi nói không biết bao nhiêu rồi vậy. Thì con nói nó tội với khơi với thằng ngồi la lạch còn hơn người mẹ la đứa con vậy đó. Nói lên vốn cũng không trả, lời cũng không trả. Ăn cho ông mẹ phải không? Còn fan vai kìa, ăn luôn đi. Mày bỏ vô đó đây à. Fan vai còn, ăn luôn đi. Ây da, da thiệt tình lạch ơi. Hả? Em với ăn hả? Mày vậy bỏ ly nước này vô luôn đi. Vậy ly khúc thì bưng uống, còn ly này bỏ vô trong bịch. Hồi đem dưới uống. Ly đó chưa khui ra đó. Bây giờ hả? Em xuống dưới làm gì? Ngồi chơi gì? Tới giờ tôi đi về tôi bán rồi. Em xuống dưới gì nữa? Đây nè, cho 20 nè. Nó cho rồi đi hút thì tôi cho chết, chứ giờ tôi cũng không biết nói gì giờ, tại xe này không có đồ ăn. Có hút thì chết ha. Chứ dần sao không cải thiện được cái gì hết trơn, bây giờ tôi phải làm sao? Tôi không có muốn cầm cho là 20 đồng đâu, đâu có muốn cho kiểu đó. Cho là giống cho như vậy, tự nhiên thấy cảm thấy giống như cho mấy thằng homeless đi hút ngoài đường vậy đó. Cho là biết là cầm đi hút rồi đó, trả ở đây đi, trả không? Thôi cho anh mượn thêm 100 đi cho nó tròn. 100 gì nè, 100 âm phủ kìa, bước vô chợ lên đó. Có tiền là đi hút không, chứ có bao giờ nghĩ tới ăn uống hay là gì đâu, cái mặt cỡ đó đó. Không, Alex gì có cái nặng hút không mà nó chết đó. Thà lỡ quỷ bỏ hết tương lai. Mình cho nó option để chọn lựa hết trơn á. Nhưng mà thà là nó chọn lựa cái option là hút, chứ không chọn lựa những option khác. Hãy hỏi nói gì giờ mọi người. Cho nó đủ cơ hội rồi đó. Nhưng mà thôi, hết rồi. Còn gì để nói nữa. Đó là con đường cuộc sống nó chọn. Nhụm cay nghiện không? Thôi vậy đi về dưới ngủ đi. Đi dưới ngủ đi, đừng có hút nữa. Có tiền đó giờ đi mua hút quá chứ ngủ mới sợ. Đúng không? Quay mặt đây. Quay mặt đây. Bây giờ cho 20 là chạy đi mua hút tiếp chứ không ngủ đúng không? Vậy 20 bước vô đó đi mua chai nước ngọt bự, rồi đi mua mấy đồ ăn xách xuống dưới lẹ. Đi đi. Bỏ hút thử coi, mặc dù mình nằm ở dưới đó mình cũng có thể giảm được mà. Miệng thì chữ nhảm nhảm gì đó. Ai chịu nổi không? Đi gian nha, khùng quá nha, tao đập cái là chết à. Thôi cho Alex xin hết một cái. Hết cái gì? Bây giờ không cho hết luôn. Tại vì bây giờ không có đủ tiêu chuẩn nữa. Bây giờ cai nghiện đi cho sạch sẽ đi. Không có được đụng tới nắm tay luôn. Không được nắm tay, nắm chân thôi. Nó à. Dơ à, quên. Cho nắm thì chân mình nếu như muốn nắm được cái tay hàng Cali á, thì phải làm sao? Cái thân hình mình tề chỉnh, mặt mày sáng sủa, mình phải cai nghiện. Ok. Ok rồi, ngồi đàng hoàng ở đó. Rồi bây giờ đi về đúng không? Chết cái gì? Mình làm hoàn chỉnh cho bản thân mình trước đi. À là đâu có cần đâu, là chỉ cần hút không à. Đó, cùng cỡ đó đó. Rồi thôi đi về đi, đi về đi, nhớ ngủ đi, không có đi mua hút á.
Còn phone á, đâu gọi ra cho tôi coi, bấm gọi coi được không? Cái phone đó là mỗi ngày phải gọi ra một lần, nếu không có ai để gọi cứ gọi cho tôi, biết không? Thì mới work. Còn cái lịch đó phone Obama mà là không có gọi ra nó cúp, không có work. Bấm gọi tôi coi vô, bấm gọi. Đây. Dạ, số đâu có nhớ nữa đâu. Rồi ha. Ủa. Không quớt đúng không? Không có quớt, tại vì hư rồi. Đem ra cái chỗ để lấy phone á, người ta sửa lại cho. Rồi người ta cài vô lại, mỗi lần mình phải gọi ra một lần, mỗi ngày. Giờ nó nhảm rồi. Bỏ đồ vô. Thank you for visiting. Làm gì? Hớt á, hớt cái gì đâu, hớt cái ghê quá đi, khỏi hớt đi rồi. Ok. Rồi. Nhưng mà hôn vậy giống má quá. Thì hôn má, coi tôi giống như má đi. Thôi, hôn môi. Mày... coi tôi là má đi. Ok làm đây. No, rồi đủ rồi. Đi. Lẹ. Đi. Đi nha. Ok. Tao giả một cái rồi đừng có nói sao mà bị quýnh á. Ừ. Ghê cỡ đó đó mà nó không giúp á. Dạ lại. Khi nào if anything that busy just give me a call. Bây giờ thì nếu mà muốn nhờ Du làm gì, Du phải cai nghiện chứ. Du hút khùng cái này, bà nội tôi cũng dám nhờ Du làm gì nữa. Du gọi thử nó. Gọi thử hả? Không có, tại cái đó Du gọi không được nữa. Du phải mai á, đem lại cái chỗ mà mình xin phone đó. Rồi lại mình kêu nó sửa giùm. Okay. Còn nếu nó sửa xong rồi, mỗi ngày là nhớ gọi cho tôi một lần. Phải gọi ra nó mới cho ha. Phone Obama mỗi ngày mình không gọi ra là nó không có work. Rồi ok, bye bye. Ôi là trời, sống tốt giùm tôi đi trời. Rồi thôi bưng cái ly khúc đồ uống đi. Rồi đóng cửa xe đàng hoàng lại. Cái phone người ta bỏ vô túi trước đi. Đổ ly nước tùm lum bây giờ. Bưng cái dĩ đồ ăn nó dục gác luôn nha. Đổ ly nước kìa. Cái dĩ đồ ăn. Dĩ hồi nãy để xuống đất đó nha. Coi chừng đổ. Đeo lên đàng hoàng đi. Rồi đeo ba lô lên. Rồi xách cái đó dục gác ha. Rồi bye bye. Bye bye. Đi về ngủ đi, không có hút nữa nghe chưa. Alex không biết là Alex khùng chết ngắt luôn á. Ok bye. Trời ơi mọi người ơi, giờ biết. Đóng mạnh lại, đóng mạnh. Giờ biết nói làm sao giờ trời. Giờ nó vậy đó. Ok.